Osaka hay là những cái điểm lịch sử là một nơi mà dành cho học sinh của nước Nhật. Một trong những cái điều đặc biệt về nền giáo dục của Nhật Bản đó là học sinh không có sách giáo khoa về lịch sử, mà tất cả các kiến thức lịch sử sẽ được học ngay tại hiện trường. Và xung quanh đây các bạn sẽ gặp rất là nhiều những thế hệ học sinh khác nhau đến từ mọi miền đất nước của Nhật Bản. Các bạn trẻ đến đây để học về một phần của dân tộc mình, lịch sử của dân tộc mình. Và tôi có nghe một người bản địa nói rằng là chi phí học tập quanh năm thì không có nhiều, nhưng mà chi phí mà bố mẹ dành cho các con để đi những cái chuyến dã ngoại để học tập này mới là những cái khoản chi tiêu đáng kể, bởi vì các bạn sẽ dành cả ngày hay là hai ngày để đi đến một cái site về lịch sử, và ở đó các bạn sẽ được học về lịch sử của vùng đó, một giai đoạn nào đó của nước Nhật Bản. Và xong sau đó các bạn sẽ phải viết bài tập thu hoạch và trình bày về các giai đoạn này. Và đó cũng là một điều mà tại sao nước Hàn Quốc họ đã phải mang bộ giáo khoa của Nhật Bản về nước mình để tái hiện lại nó trong hệ thống giáo dục của Hàn Quốc. Chào mừng đến lâu đài Osaka vào ngày đầu năm xuân.